Rồi chào tất cả mọi người đã đến với kênh Khang Chế Tạo TV. Hôm nay em đi điện xong rồi. Rồi giờ em sẽ test máy cho mọi người. Em sẽ test từng chức năng cho mọi người xem nó có ok cho mọi người. Rồi mọi người xem thấy hay cho em xin một like, một đăng ký kênh cho mọi người. Để em có động lực ra thêm nhiều video cho mọi người. Rồi đầu tiên em sẽ test cái phần nâng hàm nha mọi người. Đây giờ em sẽ nâng cái hàm lên, thấy hàm nó nâng lên bao nhiêu đó mọi người. Rồi tiếp theo em sẽ test về sức người. Rồi giờ em sẽ test tiếp tục cái phần hàm với thùng đập nha mọi người. Đây em tích vô trong này luôn, em chỉ cần kéo cái này lên là nó sẽ quay mọi người. Em tăng chỉnh ga trên cái cục vặn này luôn nha mọi người, trên tay điều khiển luôn rồi. Đấy bây giờ em sẽ dặn cái này là nó sẽ quay nha mọi người. Do cái phần bông bươi này nó còn hơi gích với lại dây ga go nó cũ nhưng mà mình chưa thay cho nên nó chạy tua cao nó mới quay như vậy. Em đi cục pin 18 pin 4S nha mọi người. Em lấy cục pin xài máy bay em câu vô nha mọi người. Đấy giờ em đã tích hợp được cái phần tăng chỉnh ga vô đây luôn nha mọi người. Đấy. Thì lúc trước thì em để trên máy. Pin 4S nó chạy khá là mạnh luôn nha mọi người. Đấy đèn cây thì chạy khá là ok luôn nha mọi người. Đây em hạ hàm xuống. Hàm này cũng khá là nặng nên servo nó hơi bị nặng nặng khừ khừ nhưng nói chung là khá là ổn. Rồi giờ em sẽ đặt cam xuống em lượng vài vòng cho mọi người xem. Rồi giờ em sẽ test dàn xích mọi người. Thank you.
chạy khá là mạnh luôn rồi. Rồi giờ em sẽ tích hợp vô, em sẽ lên ga rồi em cắt luôn mọi người. Đây em sẽ lên ga luôn. Rồi em sẽ hai cái cọng dây tăng go, cọng dây go này nó bị giãn hơn rồi, với lại cái phần hàm cái đầu cào này nó nặng lắm rồi, nó to lắm rồi, cho nên nó hơi nặng, nó quay nó dây giãn mà quay không được luôn rồi. Xích khá là mạnh. Em sẽ hẹn mọi người lại cái video tiếp theo, em sẽ đem cái máy xuống cho nó cắt lúa thử ra như thế nào mọi người. Rồi thì bây giờ em sẽ nói những cái phần mà em cải tiến trên con máy này mọi người. Đây, đầu tiên nhìn vô là cái phần hàm trước mọi người. Đây, phần hàm sát máy thì làm bự hơn máy cũ đó mọi người. Đây, sát máy bự hơn, bắt ốc nha mọi người. Đây em bắt ốc, em có bảo dưỡng sửa chữa gì thì em mở ốc ra em bảo dưỡng sửa chữa. Đấy, rồi thứ hai là cái phần cái cây hụt lóe mọi người, tránh cái trường hợp mà nó cào lúa ngược trái ra mọi người, nó chỉ vô thôi. Thì Việt Nam mình cũng mới chế được cái bông cuốn không cần cây hụt lóe mọi người, em thấy cũng khá là hay, chạy cũng ok lắm rồi. Có làm cây hụt ló này thì nó phức tạp hơn tí, nhưng mà nó nói nôm na thì nó sẽ khó làm hơn cái phần cào này nhưng mà. Rồi thứ hai, thứ ba là em làm cái phần này băng tải mở ra mở vô được nhưng mà, để em có sửa chữa găng cào kéo lúa lên trên đó mọi người. Đấy, mấy cái mắt xích luôn rồi. Rồi sau này chắc em sẽ cải tiến lại cái phần băng tải lúa luôn rồi. Em sẽ làm xích luôn rồi, nhưng mà em làm xích mũ hoặc là dây sên loại nhỏ rồi, cho nó bền máy. Máy này giờ thì chạy chắc này kia sẽ ok hết trời. Cái phần này thì em không dám chắc ăn luôn rồi, tại vì lúa nó lên nhiều quá mọi người, nó ưa bị nghẹt trong cái băng tải với cái hùng đập mọi người, nó đập ra không kịp á, nó ưa bị trục chặt cái phần băng tải lắm mọi người. Đây, lưỡi cắt thì em hồi chiều em cũng có test rồi, nó khá là bén, nó phần lưỡi cắt thì ok mọi người. Đấy, rồi xong em sẽ tích hợp lên ga ngay đây luôn mọi người. Này là lên ga là chỉnh tăng chỉnh tốc độ nhanh chậm được nha mọi người. Này em tích vô một bộ điều khiển luôn rồi. Máy cũ trước thì nó nằm ở trên này đây, mắc dặn mọi người. Đây thì nó sẽ lâu hơn rồi. Rồi mọi người thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh rồi, để ủng hộ em có động lực ra thêm nhiều video rồi. Rồi chào tất cả mọi người nha, hứa mọi người lại cái video đem máy ra đồng cắt lúa nha mọi người.